chào quý vị. Bây giờ là bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là một số tin tức đáng chú ý có trong chương trình. Quy mô ngành công nghiệp tỉnh Long An tăng nhanh so với các địa phương trong cả nước do đứng đầu dùng đồng bằng sông Cửu Long. Tái sinh khuôn mặt cho người mắc bệnh hiếm gặp. Tình thế giới Moody's xem xét hạ bậc tín nghiệm của Israel. Trên cơ sở báo cáo của các địa phương đang tập trung triển khai gói hỗ trợ 120.000 tỷ đồng cho dây nhở xã hội, Bộ Xây dựng cho biết hiện đã có 20 tỉnh công bố danh mục 52 dự án đủ điều kiện dây theo chương trình tín dụng của gói này với nhu cầu dây vốn là gần 25.884 tỷ đồng. Trong số đó có 49 dự án nhà ở xã hội và 3 dự án cải tạo, xây dựng đại chung cư cũ. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có một số dự án nhà ở xã hội tại các địa phương được giải ngân với số vốn khoảng 83 tỷ đồng trên tổng số 1.095 tỷ đồng đã ký hợp đồng và vốn. Trong thời gian qua, tận dụng tác động lan tỏa chuyển dịch công nghiệp từ thành phố Hồ Chí Minh, ngành công nghiệp của tỉnh có cơ hội phát triển thuận lợi, trở thành ngành kinh tế chủ lực trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp duy trì ở mức cao giai đoạn 2011-2022 đạt 12,8% một năm. Riêng giai đoạn 2018-2022 do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên tốc độ tăng trưởng của ngành chỉ tăng 9,07% một năm quy mô công nghiệp từng bước phát triển tốt, thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước, triển khai dự án tại tỉnh và phát triển nhiều ngành nghề mới như điện, điện tử, cơ khí, sản xuất điện năng lượng mặt trời, công nghiệp chế biến nông sản, hình thành nền công nghiệp phát triển hướng ngoại. Bước đầu xuất hiện các ngành công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ ở một số ngành chế biến thế mạnh. Quy mô ngành công nghiệp của tỉnh tăng mạnh so với các địa phương trong cả nước và đứng đầu vùng đầu bằng sông Cửu Long. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trung bình 8,72% một năm giai đoạn 2018-2022. Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp chế biến chế tạo tăng cao nhất, tiếp theo là ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện khí đốt. Thưa quý vị, sau gần 3 năm triển khai, việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề gắn với đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Từ năm 2021 đến nay, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tuyển sinh đào tạo hơn 87.000 người, bình quân 23.000 người một năm. Trong đó, trình độ trung cấp cao đẳng chiếm tỷ lệ gần 16%. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã tăng cường liên kết với các trường đại học trong khu vực đào tạo đại học hệ vừa làm, vừa học, đào tạo liên thông cao đẳng lên đại học, phối hợp với các trường nghề uy tín và các doanh nghiệp xây dựng 22 chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng đồng thời phối hợp với các tổ chức nước ngoài đào tạo nghề chuẩn Đức, Úc. Bên cạnh đó, tỉnh còn đầu tư kinh phí 72 tỷ đồng tăng cường cơ sở vật chất cho trường cao đẳng Long An để đạt tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao. Ngoài ra, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp còn tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho 175 nhà giáo, cử 117 nhà giáo thực hành thực tế tại doanh nghiệp. Kết quả trên đã góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh từ 71% năm 2020 lên 74% ở thời điểm hiện tại, cao hơn mức bình quân của cả nước là 67%. Thời gian qua, các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh được quan tâm hỗ trợ nhiều cơ chế chính sách để hoạt động ngày một hiệu quả hơn, thực hiện chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn. Trong năm 2022 đã hỗ trợ 20 lượt doanh nghiệp trong đó có hai hợp tác xã xây dựng áp dụng và được chứng nhận hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn VietGAP, LôvenGAP. Năm 2023 dự kiến hỗ trợ 25 đến 30 doanh nghiệp, trong đó có hai hợp tác xã. Bên cạnh đó ngành chức năng tỉnh còn hướng dẫn hỗ trợ chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới phục vụ sản xuất kinh doanh cho các hợp tác xã như thực hiện mô hình ương lương từ bột lên giống và nuôi thương phẩm tại vùng đồng thấp 10 tuyển chọn và phát triển một số giống sen phù hợp với điều kiện sản xuất tại huyện Tân Thạnh. Hoàn thiện quy trình canh tác tổng hợp phát triển dùng trồng chuyên canh cây gất tại hợp tác xã nông nghiệp Bình Tâm, thành phố Tân An, ương giống và nuôi thương phẩm cá tre vàng tại huyện Đức Quỵ. Hội nông dân huyện Cần Giuộc vừa ra mắt câu lạc bộ cùng giúp nhau làm giàu, tập hợp những hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu, gương điển hình sản xuất kinh doanh giỏi trong trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ thương mại trên địa bàn huyện để giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, liên kết hợp tác phát triển. Để câu lạc bộ đi vào hoạt động ổn định, tạo sự lan tỏa, thu hút ngày càng nhiều thành viên tham gia, Hội nông dân huyện sẽ quan tâm, đồng hành, hỗ trợ câu lạc bộ trong định hướng, xây dựng nội dung sinh hoạt phù hợp điều kiện thực tiễn địa phương để giảm tỷ lệ người dân sử dụng thuốc lá những năm qua tỉnh đã đẩy mạnh triển khai đồng bộ hiệu quả các giải pháp tăng cường công tác phòng chống tác hại thuốc lá trong cộng đồng như đẩy mạnh thông tin tuyên truyền xây dựng mô hình cơ quan đơn vị không khói thuốc trường học không khói thuốc lá thực hiện quy định địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong trường và khuôn viên triển khai khu vực dành riêng cho người hút thuốc lá nhìn chung đến nay việc sử dụng thuốc lá trong cộng đồng đã giảm theo kết quả điều tra, mô tả sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành năm 2020 tại Long An, tỷ lệ dân số sử dụng thuốc lá của tỉnh Long An đạt trên 23%, trong đó tỷ lệ hút thuốc lá ở nam giới là hơn 46% trên 100% nam giới, tỷ lệ hút thuốc lá ở nữ giới là 0,6% trên 100% nữ giới. Người có độ tuổi từ 45 tuổi đến 64 tuổi sử dụng thuốc lá chiếm 52% thưa quý vị trường học là môi trường dễ lây lan dịch bệnh nếu không được kiểm soát tốt đặc biệt là các trường mẫu giáo mầm non tiểu học bên cạnh đó thời điểm thời tiết chuyển mùa ảnh hưởng nhiều đến sức đề kháng của trẻ nhất là đối tượng mầm non mẫu giáo vì hệ miễn dịch ở độ tuổi này chưa hoàn thiện ở lứa tuổi này nhóm bệnh thường gặp chủ yếu là bệnh đường hô hấp nhóm bệnh đường tiêu hóa bệnh sốt xuất, xuất huyết và mới đây nhất là dịch đau mắt đỏ Năm học này, trường mẫu giáo Hoa Sen phường 7 có tổng cộng 104 trẻ ở 3 lớp. Để chủ động phòng chống dịch bệnh, nhà trường chủ động xịt mũi, tiêu độc khử trùng, tổng vệ sinh khuôn viên trường. Ngoài ra, các giáo viên cũng chú trọng khử khuẩn đồ dùng, đồ chơi cho trẻ thường xuyên. À, thì trước năm học mới, trường tổ chức phun diệt khuẩn, diệt mũi để đảm bảo phòng chống dịch cho trẻ. Thì giáo viên cũng thường xuyên rửa đồ dùng, đồ chơi để tránh lây nhiễm dịch bệnh và ban giám hiệu cũng nhắc nhở giáo viên hướng dẫn giáo viên và học sinh các bước rửa tay để đảm bảo vệ sinh trong quá trình dạy và học trường mầm non 1 tháng 6 cũng tuyên truyền cho giáo viên phụ huynh học sinh chủ động phòng chống các loại bệnh dịch bệnh theo mùa Nhà trường có sổ sách, hồ sơ lưu trữ tình trạng sức khỏe học sinh để giáo viên chủ nhiệm, nhân viên y tế theo dõi. À, nhà trường thì thường trang bị thêm nhiều bồn rửa tay khô, và cái vị trí đặt dung dịch sát khuẩn trẻ thì được hướng dẫn và giám sát vệ sinh tay thường xuyên trong ngày nhà trường thì tăng cường thêm chế độ dinh dưỡng cho trẻ với thực đơn bổ sung đa dạng chất dinh dưỡng và thường xuyên nhắc nhở trẻ uống nước bổ sung nước trái cây cho trẻ Cùng với sự nỗ lực phòng chống dịch bệnh của ngành y tế và nhà trường, rất cần có sự phối hợp tốt từ phía các bậc phụ huynh. Phụ huynh cần chủ động phòng chống dịch bệnh cho con em mình, tăng cường theo dõi sức khỏe và cập nhật tình hình diễn biến của dịch bệnh để thực hiện các biện pháp phòng chống hiệu quả. Thưa quý vị, hơn 30 năm chung sống với gương mặt bị hoại tử do nhiễm một loại vi khuẩn cam tẩu mã, khiến toàn bộ dùng răng miệng bị ăn mòn và hở ra ngoài, người phụ nữ dân tộc Bana luôn sống trong mặc cảm, khổ đau. Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra khi chị được các bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội phẫu thuật thành công, tái sinh lại gương mặt. Không dám ra ngoài, cũng không dám tiếp xúc với ai. Hơn 30 năm qua, người phụ nữ này luôn tự ti với gương mặt biến dạng khó coi. Từ năm 18 tuổi, toàn bộ dùng da mặt bên phải, môi bị hoại tử, còn khiến chị gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Tôi bị như thế này từ năm 18 tuổi. Ai nhìn thấy tôi cũng sợ, nên tôi không dám ra ngoài đường, không dám gặp ai cả. Sợ người khác thấy, mà không có tiền để đi gặp bác sĩ. Khi hội chẩn về các bệnh, các bác sĩ khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội hướng đến nguyên nhân bệnh nhân bị nhiễm loại vi khuẩn cam tẩu mã rất hiếm gặp. Nếu không được điều trị thì 90% bệnh nhân nhiễm sẽ tử vong, 10% còn lại sẽ gặp tổn thương gây hoại tử cấp tính dùng mặt, gây biến dạng. Nên là chúng tôi cũng phải sử dụng một phần của cái cơ cắn để chúng tôi uh, treo cái cốc miệng ở bên trái lên để tạo sự cân đối uh, tương đối giữa hai bên um, miệng cho bệnh nhân cũng như phục hồi một phần cái cái chức năng um, chức năng À, ăn uống cho bệnh nhân. Sau ca phẫu thuật, khuôn mặt của bệnh nhân đã dần được phục hồi trở lại, bệnh nhân đã có thể ăn nhai, sinh hoạt trở lại. Với những tiến triển tích cực này, gương mặt chị sẽ sớm được tái sinh, giúp chị tự tin hòa nhập được với mọi người. Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody's đã tiến hành xem xét hạ bậc tín nhiệm A1 của chính phủ Israel diện dẫn cuộc xung đột hiện nay giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine. Trong tuyên bố, Moody's nhận định xung đột với lực lượng Hamas đang làm gia tăng rủi ro địa chính trị với Israel. Mức độ nghiêm trọng của xung đột làm tăng khả năng ảnh hưởng lớn và lâu dài hơn đến bậc tín nhiệm. Theo Moody's, trong khi xung đột trong thời gian ngắn vẫn có thể tác động đến bậc tính nhiệm, thì cuộc xung đột quân sự kéo dài và nghiêm trọng hơn, nhiều khả năng sẽ dẫn đến tác động lớn đối với hiệu quả chính sách, tài chính công và nền kinh tế. Moody's lưu ý rằng Israel chi khoảng 4,5% tổng sản phẩm quốc nội GDP cho lĩnh vực quốc phòng, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD. Với xung đột hiện nay, Israel dự kiến sẽ tăng chi tiêu quốc phòng. Hãng cảnh báo sẽ hạ bậc tín nhiệm của Israel nếu cuộc xung đột quân sự nhiều khả năng làm suy yếu đáng kể các thể chế của Israel, đặc biệt là hiệu quả trong việc hoạch định chính sách, sức mạnh tài chính hoặc kinh tế của nước này. Trước đó, hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch cũng cảnh báo tình trạng leo thang xung đột hiện nay có thể khiến Israel bị hạ bậc tín nhiệm. Truyền thông Mỹ cho biết các ngân hàng lớn ở nước này như Wells Fargo, Goldman Sachs và Citigroup đang âm thầm sa thải nhân viên trong suốt năm qua, làm dấy lên dự báo rằng lĩnh vực này sẽ tiếp tục mạnh tay cắt giảm lao động trong thời gian tới. Hãng tin CNBC dẫn báo cáo dữ liệu của các ngân hàng cho biết, dưới tác động của tình trạng lãi suất cao trong hoạt động kinh doanh thế chấp, chi phí dây vốn và giao dịch ở phố Wall, năm ngân hàng lớn nhất nước Mỹ đã cắt giảm tổng cộng 20.000 vị trí việc làm trong năm nay. Cụ thể, hai ngân hàng lớn Wells Fargo và Goldman Sachs đã cắt giảm khoảng 5% lực lượng lao động trong năm nay, tiếp đó là Bank of America giảm 1,9%. Làn sóng tuyển dụng giảm dần sau các đợt tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nhằm hạ nhiệt nền kinh tế tăng trưởng quá nóng, khiến các ngân hàng cảm thấy thừa nhân lực khi môi trường kinh doanh không mấy khả quan. Giới quan sát đánh giá, việc ngành tài chính sa thải nhân viên có thể gây áp lực lên thị trường lao động Mỹ. Tuy nhiên, trước nguy cơ dở nợ ngày càng tăng đối với các khoản vay doanh nghiệp và tiêu dùng, phía ngân hàng sẽ sẵn sàng mạnh tay cắt giảm nhân sự hơn vào năm tới. Theo khảo sát của hãng tin Reuters, đối với 85 nhà kinh tế trong các ngày từ 12 đến 19 tháng 10, chu kỳ tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu có thể đã kết thúc, nhưng định chế tài chính này sẽ chưa hạ lãi suất, hay nói cách khác là chỉ nới lỏng chính sách tiền tệ, sớm nhất là từ tháng 7 năm sau trong cuộc khảo sát, không một nhà kinh tế nào nhận định Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ tiếp tục tăng lãi suất và phần lớn chiếm 58% cho rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ tiến hành đợt cắt giảm đầu tiên vào quý 3 năm sau hoặc muộn hơn với mức lãi suất tiền gửi là 3,5% vào cuối tháng 9. Tuy nhiên cũng có số lượng không nhỏ khoảng 41% các nhà kinh tế cho rằng đợt cắt giảm đầu tiên sẽ được Ngân hàng Trung ương châu Âu thực hiện vào quý 2 sang năm, thậm chí có thể sớm hơn. Một số dự báo thời điểm này sẽ diễn ra trước cuộc họp của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde với Hội đồng Thống đốc vào tháng 7 năm tới. Tháng trước, Ngân hàng Trung ương châu Âu nâng lãi suất chủ chốt thêm 25 điểm cơ bản lên 4% và áp mức lãi suất tái cấp vốn lên tới 4,5%. Tuy nhiên, khi đó, ngân hàng này cũng phát tín hiệu lần tăng lãi suất thứ 10 trong 14 tháng này có thể là lần cuối cùng. Khu nhà ở dịch vụ xã hội khuyên Town nơi tập trung rất nhiều người cao tuổi. Ban quản lý khu nhà đang cho lắp đặt các thiết bị máy móc để đưa vào vận hành robot Aiden hỗ trợ người cao tuổi. Aiden sẽ giúp người cao tuổi mang giá các loại hàng hóa như nhu yếu phẩm, đồ dùng, thuốc men. Ông Siu Tam Khi, một cư dân ở đây cho biết, tôi sử dụng Aiden hai lần một ngày để giao và nhận đồ ăn. Rất tiện lợi, tôi không phải lo đi xuống dưới nhà lấy đồ ăn nữa. Tôi có mã QR để không nhầm lẫn với đồ của người khác. Ưu điểm lớn nhất là Aiden rất linh hoạt trong các hành lang hẹp, thang máy, biết tránh chứa ngại vật và điều hướng tốt. Bà Karen Wee, giám đốc công ty Lái Friends, chia sẻ, Chúng tôi vẫn thường xuyên kiểm tra và khảo sát về hoạt động của robot này để cải thiện và nâng cấp từ ngày. Mục tiêu là đưa thêm nhiều robot để hỗ trợ người cao tuổi, giúp họ có cuộc sống thuận tiện và dễ dàng hơn. Trong tương lai gần, các nhà sáng chế hy vọng khả năng tương tác với người cao tuổi sẽ nhiều hơn và thông minh hơn để người dùng cảm thấy gần gũi. Hiện tại, các trung tâm dưỡng lão, khu dân cư có nhiều người cao tuổi sẽ phải điều chỉnh bề mặt di chuyển thuận tiện cho robot nếu muốn sử dụng nhân viên mới này. Dự kiến sẽ có thêm nhiều mô hình được đưa vào sử dụng rộng rãi tại Singapore thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của đài phát thanh và truyền hình long an cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại